Xin chào tất cả các anh em đã đến với DH Audio. Hôm nay thì tôi sẽ cùng tất cả các anh em sẽ cùng tìm hiểu thêm về một số các cái mẫu mạch loa kéo, đặc biệt là một số các cái mạch loa kéo đã từng bán rất là nhiều của bên DH Audio cũng như EC Audio. Và những cái mẫu này người ta bán trên thị trường rất là nhiều và giá dao động của nó là từ 1.450.000 cho đến 1.600.000. Những cái mẫu mạch đó nó sẽ chạy được những cái dòng loa như thế nào? Các anh em chú ý trên màn hình thì chúng ta đã nhìn thấy những cái dòng mạch loa kéo này rất là phổ biến trên thị trường hiện nay. Đây, cái mẫu của nó cũng như thế này thôi, không có cái gì khác. Và một cái mẫu tôi gọi là cái phiên bản nó màu đứng lên như thế này. Tất cả những cái loại mẫu như thế này thì chúng ta thấy ở trên thị trường rất là nhiều. Nhưng mà đối với những cái mẫu thế này, lập phía sau có Bluetooth, ISO, công suất là cái phiên bản thuần của nó. Thì đối với những mẫu như thế này thì thực tế mà nói công suất của nó không mạnh lắm đâu, nó chỉ chạy ở mức bình thường thôi. Mà chúng ta lựa chọn loa là phù hợp là loa côn 49 cho đến 65 trở lại. Cách này là chạy mono. Hai cái đường này thì cắm ra loa, chúng ta có thể cắm hai loa hoặc là một loa tại đây cũng được. Tại đây thì anh em có thể nhìn thấy là cái phiên bản đứng hay nằm đều giống nhau nhé. Đứng hay nằm thì đều nó giống nhau. Thì ở đây tôi chỉ lấy điển hình là cái mẫu này sau khi cải tiến này. Sau khi cải tiến thì công suất của nó cũng đã lớn hơn. Nó có thêm một cái volume để chúng ta có thể điều chỉnh cái mức lượng volume làm sao cho phù hợp những cái loa của chúng ta. Và tích hợp thêm cả cái chống hú và DJ rất là gọn gàng. Đặc biệt là chơi một bát côn 15 hoặc là hai bát côn 15 thì chúng ta có thể sử dụng những cái mẫu như thế này. Video hôm nay thì tôi xin phép tạm dừng tại đây. Thì tất cả những cái sản phẩm thế này tôi chỉ review lên cho tất cả các anh em cùng có cái nhìn mà lựa chọn làm sao mạch cho nó phù hợp. Rất là cảm ơn tất cả anh em và đừng quên bấm đăng ký subscribe kênh để chúng ta dễ dàng theo dõi các video tiếp theo.